Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Nên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai quá xa đế luôn à, để đặt kẹo luôn. Tao có nhỏ có gì đây à. Rồi chào thầy, chào cô chú anh chị, mình tên Toàn Quốc nữa nha. Hôm nay em cũng tiếp tục về lô mai giảo hạt ha cô chú anh chị. Hình thức của em vẫn là bao sống và xếp ha. Thì mong cô chú anh chị mua cây thì trồng giúp giùm em nha. Chứ cô chú anh chị đừng để cho nó ra hang này cũng bung mầm hết trơn cô chú anh chị. Rồi không chờ đợi lâu thì em vô cây đầu tiên, cây số 1 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 đây quý vị. Rồi, đây chiều cao ha. Chiều cao đây 15 hả? Hoành đây 8 cô chú anh chị. 8 để đây. Rồi đế nè, đặt kẹo luôn cô chú anh chị. Rồi cây số 1 này 120.000 ha. Rồi, bao ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 2. Cao đây là 15. Hoành đây 9 ha. Rồi. Đó là đế nè. Đó. Rồi mã số 2 này em Zalo 100 ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 3. Cao 20. Hoành đây 8 coi chú anh chị. Đây nồi đế nè, đóng một khối trong luôn nha. Đó, đặt kẹo luôn coi chú anh chị. Đó mai này nhà mai ấp chậu ha. Rồi mã số 3 này 100 ha. 100 nghìn. Okay. Rồi mã số 4. Cao 15. Hoành đây 9 ha. Đó đế nè coi chú anh chị. Đó. Kẹo ha. Rồi mã số 4 này 100 ngàn luôn coi chú anh chị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 5. Khối đế ha. Chiều cao 24. Hoành đây là 10 ha. Rồi. Đây đồ đế nè. Đặt cứng luôn coi chú anh chị. Đây đặt luôn. Đó. Tay cành này cũng hơi đẹp ha. Rồi số 5 này 250 ha. Rồi. 250 ngàn. Okay. Rồi mã số 6. Chiều cao là 15. Hoành đây 12 ha. Rồi đế đây. Đó sổ nôm nè coi chú anh chị ơi. Ở xa nó để ha. Rồi, vậy luôn nha anh. Rồi, mã số 6 này 220 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 7. Cao 25. Hoành đây 10 ha. Rồi, để đây. Rồi, mã số 7 này 150 ngàn. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 8. Cao 17. Hoành đây 12. Đó, để trải luôn, vít bầu của chú anh chị. Và sao nó đế ha. Rồi, giao luôn nha. Rồi cây số 8 này em giao luôn 150 ha. Rồi, xuống cây luôn. Số 9. Cao 28. Hoành đây 10 ha. Rồi, để đây. Đó, để đặt bầu luôn rồi chú anh chị. Rồi mã số 9 này 120. 120. Mã số 10. Cao 20. Hoành đây 10. Đó, để nè. Rồi mã số 10 này 120. Rồi 120. Số 11 này có 2 cây nha cô chú anh chị. 2 cây mini ha. Chiều cao đây là 9 ha. Chắc cái này chừng 5 6 à, 7 cô chú anh chị. Đó, 7 đều hết cô chú anh chị. Rồi mã số 11 này em giao luôn 100 nghìn ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 12. Cao đây là 18. Hoành đây là 8 ha. Đó nồm sổ nè. Lúc cán luôn của chú anh chị. Dài luôn. Rồi mã số 12 này 100 nghìn luôn. Rồi xuống cây. Số 13. Cao 38. Hoành đây là 11. Đó để nè. Rồi số 13 này 130 nghìn. Rồi xuống cây luôn. Số 14. Cao 29. Hoành đây là 9. Rồi mã số 14 này 150 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Mã số 15. Cao 25. Hoành đây 9 ha. Đó, cây khá đẹp nha cô chú anh chị. Rồi đây. Rồi mã số 15 này 120 ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 16. Cao 20. Hoành đây 10. Hoành 10 mình đế nè cô chú anh chị. Đó. Đặt bầu luôn nha cô chú anh chị. Kẹo luôn ha. Rồi mã số 16 này em Zalo 350 ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 17. Cao 30. Hoành đây 13 ha. Đó, tay cành đẹp luôn ha. Đồ đế nè, cứng luôn. Đóng khối luôn của chú anh chị. Rồi mã số 17 này em Zalo 370 ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 18. Cao 23. Hoành đây 11. Đó, đặt kẹo nè đế luôn của chú anh chị. Mà ép chậu ha.
Rồi, máy số 18 này 300 ha. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, máy số 19. Cao 35. Hoành đây 11. Đó. Quá xa đế ha cô chú anh chị. Rồi, máy số 19 này 120.000. Rồi, xuống cây. Số 20. Cao 16. Hoành đây 9. Rồi, máy số 20 này 120. Rồi, xuống cây. Số 21. Cao 20. Hoành đây 9. Đặt luôn cô chú anh chị. Đó. Rồi, máy số 21 này 100.000. Rồi, xuống cây. Máy số 22, chiều cao là 29. Hoành đây là 10. Đó, cộng to lực bự nha cô chú anh chị. Rồi, máy số 22 này 150.000. Rồi, xuống cây. Máy số 23. Cao 14. Hoành đây 8. Đó, để ha cô chú anh chị. Rồi, máy số 23 này 100.000. Rồi, xuống cây. Rồi, máy số 24. Cao 15. Hoành 9. Đó, để ha. Rồi, 24 này 80 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. Phí đưa gà đã bao ship và gồm bao ship luôn nha cô chú anh chị. Máy số 25, chiều cao là 14. Hoành đây 7 ha. Đó, 7 hoành nào đế nè. Đặt luôn nha cô chú anh chị. Rồi, máy số 25 này 100.000. Rồi, xuống cây. Máy số 26, cao 14. Hoành đây là 6. Chút xíu vậy đây. Xíu ha cô chú anh chị. Hoành 6 ha. Con tài ha. Rồi, máy số 26 này 60 ha. Rồi, xuống cây luôn. Máy số 27. Cao 15. Hoành đây 10. Đó, đặt nào để luôn cô chú anh chị. Cao luôn ha. Rồi, máy số 27 này 170.000. Rồi, xuống cây. Máy số 28. Cao là 6. Hoành đây 9 ha. Rồi, máy số 28 này 120.000. Rồi, xuống cây. Máy số 29. Cao 15. Hoành 11. Rồi, máy số 29 này 140.000. Rồi, xuống cây. Rồi, máy số 30 ha. Cao 15. Hoành 9. Đó, để nè cô chú anh chị. Đặt luôn ha. Lú mà mầm nhẹ hết này cô chú anh chị. Rồi, máy số 30 120 ha. Rồi, xuống cây. Số 31 có 2 cây ha. Chiều cao là 10. Hoành đây 7. Chắc 76 quá cô chú anh chị. Rồi, vô luôn nha anh. Rồi, máy số 31 này 120 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, máy số 32. Cao 24. Hoành đây là 10. Thì nồm xấu ha cô chú anh chị. Đặt nè. Máy số 32 này em giao lưu 170 ha. Rồi, xuống cây. Rồi, máy số 33. Rồi, cái cây bự đây. Cao 49. Hoành đây là 24 hoành ha. Đó. Tược này bung mạnh hết rồi cô chú anh chị về trồng ha. Ok luôn, kéo nhựa quá sức rồi này. Thế nó ăn trồng nhiều lắm nha cô chú anh chị. Rồi, máy số 33 này 600 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, máy số 34. Cao 30. Hoành đây là 21 hoành. Đó, đây nồm sổ ha. Tược thì búng hết rồi nha cô chú anh chị. Đó, kéo nhựa nè. Rồi, máy số 34 này 400 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Máy số 35. Cao 35. Hoành 22 hoành. Đó, đế cô chú anh chị. Khối đế ha. Rồi, máy số 35 này 350 ha. Rồi, xuống 350.000. Rồi, máy số 36. Cao 25. Hoành 20 hoành. Đó, tuột tinh thần nó lú đều hết lực cô chú anh chị. Mạnh ha. Này mới vô mùa mưa nữa. Mát cây là dữ luôn hả. Rồi, máy số 36 450 cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 37, chiều cao là 30. Hoành đây là 20 hoành. Rồi. Quá xanh rồi đế ha. Rồi, mã 37 này 450 luôn cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 38. Cao là 29. Hoành đây là 24 hoành. Rồi, hoành 24.
nôm luôn hen cô chú anh chị. Cây này là mã cây mã 38 nha cô chú anh chị. Đó. Rồi. Tột nó bùa lú nè. Xịt xịt ha. Xịn mướt luôn. Rồi mã 38 này 400 cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 39 ha. Cao 30. Hoành đây là 23 hoành. Đó. Để tột thì bung mạnh ha. Lực cây hết cô chú anh chị. Này về bung ra trồng liền được rồi nhưng cô chú anh chị. Kéo nhựa nè. Đó. Rồi mã 39 này 500 cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Rồi mã 40. Cao 30. Hoành 18 hoành. Đó nằm sổ ha. Đó lú được. Không to lực bự hết đây. Rồi mã 40 này 250 cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Phí đưa ra đã bao gồm bao ship luôn rồi nha cô chú anh chị. Ship tới nhà luôn ha. Mã 41. Chiều cao là 49 ha. Hoành đây là 24 hoành ha. Đó, cụm đế luôn cô chú anh chị. Đen quá xa đế vậy ha. Đế lực không có gì nè. Rồi, mã 41 này 700 ha. 700. Rồi. Rồi, mã 42. Nôm luôn ha. Cao. Cao đây là 25. Hoành ngang đây là 21 hoành ha. Rồi. Đó, nôm sổ ha. Cây thì tược bung mạnh hết nha cô chú anh chị. Nó xanh xanh hết ha. Rồi mã 42 này 300 rồi cô chú chị. Rồi, ok đi nôm đẹp luôn ha. Rồi, cây luôn. Rồi mã 43. Cao 35. Hoành 22 hoành. Rồi hoành 22. Đó nè. Cái rễ cắt kéo nhựa luôn rồi cô chú chị ha. Đó. Tột khế bung mà. Quá xa luôn. Chỗ nào cũng bung hết lú hết rồi. Rồi mã 43 này em giao luôn 400 ha. Rồi xuống cây 400. Rồi, mã 44 ha. Chiều cao là 29 ha. Cây này cái da nó lạ nha cô chú chị. Hoành 24 ha. Nè nó đang bể xù nhẹ ha cô chú chị ha. Đó thì quá sức luôn nè. Lên xù cũng lên chút đỉnh nè cô chú chị. Cây thì da này rất đẹp nè. Con cũ đế rất quái ha. Rồi mã 44 này 500 cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn. Rồi mã 45. Cao đây là 35. Hoành đây là 17 hoành ha. Đó tược. Cây nào hôm nay lú tược hết nha cô chú anh chị. Bung mạnh hết rồi. Rồi mã 45 này 200 cô chú anh chị. Rồi 200. Rồi mã 46. Cao 30. Hoành 16 hoành ha. Đó nôm nè. Quái cây nha cô chú anh chị, cái này vô chậu chơi ha. Đó, tờ khỉ bung mạnh hết rồi. Cô chú anh chị muốn ghép là ok luôn ha. Cây này về ghép rồi, tết chơi luôn á. Rồi, mã 46 này 200 luôn cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 47 ha. Thú la nè cô chú anh chị. Chiều cao nó 30 ha. Hoành đây là 18. Đó, quái cây ha, có nguyên mình luôn ha. Nè, mình này còn bung tược luôn, để cắm cắm xuống không cô chú anh chị. Đó, tờ khỉ tên bung mạnh này. Rồi mã 47 này 300 cô chú anh chị. Rồi xuống cây. Rồi mã 48 nè. Cao 36. Hoành 23 hoành ha. Đang củ đế nở nha cô chú anh chị. Củ đế khá bự ha. Đó tột là bung xanh xanh đều hết luôn cô chú anh chị. Đó. Người xuống cái nó mát nó tức nó gà quá sức. Rồi, anh. Rồi, mã 48 này 600 con chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, tới mã 49 ha. Cao. Cao đây là 29. Hoành đây là 17 hoành. Đó. Hú ha. Nhìn cái mình ha con chú anh chị. Đó, nè, tược với mình nó còn bung ha. Quá sức tược luôn. Rồi, luôn rồi mã 49 này 450 con chú anh chị. Rồi, xuống cây. Rồi, mã 50 ha. Cái cuối luôn con chú anh chị. Chiều cao đây 28. Hoành đây là 18 ha. Rồi, xây luôn. Đó, được, quá sức ha. Rồi, mã 50 này 250 cô chú anh chị. 250 ngàn ha. Bao ship tới nhà luôn cô chú anh chị. Rồi, cuối clip em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã đồng hành cùng kinh Mai Vàng Quy Dừa vừa qua ha. Cũng bên mua mai của bên shop của tụi em ha.
Em rất cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều nha. Rồi em hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip kế tiếp ha. Xin chào và hẹn lại.